đồn đoán mới sinh con, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đáp trả như thế nào? Mới đây, khi Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ loạt ảnh diện bikini táo bạo trên trang cá nhân, sau đó nhiều cư dân mạng đồn đoán nữ diễn viên vừa sinh con hoặc hút mỡ bụng vì xuất hiện những vết nhăn, vết dạn ở vùng bụng. Ngay lập tức, quản lý của Lan Ngọc đã lên tiếng xoay quanh việc sự việc này. Ngọc bị vết hằn do dây nịt. Lịch trình của Ngọc không lúc nào để thở, chứ đừng nói ngừng 9 tháng, âm thầm đẻ hay 3 tháng hút mỡ. Ngọc chụp ảnh bikini đón hè thôi, mọi người đừng suy diễn xa quá, quản lý của nữ diễn viên cho hay. Trên trang cá nhân, Lan Ngọc cũng cho biết cô chưa sinh con và không hút mỡ bụng như nhiều lời đồn đoán. Sau đó, bức ảnh này cũng được gỡ khỏi trang cá nhân của Lan Ngọc. Đây không phải lần đầu tiên Ninh Dương Lan Ngọc vướng tin đồn sinh con. Khoảng tháng 2 năm 2022, nữ diễn viên cũng từng vướng tin đồn không hay khi khoe ảnh đang dù cháu ngủ trong chuyến nghỉ dưỡng ở Hồ Tràm, Vũng Tàu cùng gia đình. Đính kèm với những bức ảnh này, nữ diễn viên 9X viết: "Cô đang dù em ngủ sau khi lăn lộn với em 3-4 vòng ngoài cát." Trong ảnh, Lan Ngọc vẫn mặc chiếc áo choàng tắm, cẩn thận bế cháu ngủ. Bức ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ với hơn 17.000 lượt bày tỏ cảm xúc và hàng trăm bình luận. Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng khen nữ diễn viên đã ra dáng mẹ bỉm sữa và hết lời khen ngợi về đáng yêu của cháu gái nhà Ninh Dương Lan Ngọc. Trong khi đó, nhiều người hâm mộ hiểu nhầm Ninh Dương Lan Ngọc đã sinh con. "Nhìn vào tướng Ngọc đang cho con ăn, em xin lỗi vì nhìn ảnh em đã nghĩ chị mới sinh con." Ninh Dương Lan Ngọc là cái tên ăn khách của phòng vé với các tác phẩm như Cô Ba Sài Gòn, Tấm Cám Chuyện Chưa Kể, Gái Già Lắm Chiều. Đặc biệt, Lan Ngọc còn được mệnh danh là quý cô trăm tỷ với hai tác phẩm đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng mà cô góp mặt là Cua Lại Vợ Bầu và Gái Già Lắm Chiều 3. Ngoài bị đồn đoán sinh con, Ninh Dương Lan Ngọc từng bị cho là nhân vật nữ chính trong clip nhạy cảm bị lan truyền khiến dư luận xôn xao. Cụ thể, ngày 2 tháng 3 năm 2021, một trang web phim người lớn đăng tải loạt ảnh bị cho là cắt từ clip nhạy cảm của Ninh Dương Lan Ngọc. Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định cô không phải là nhân vật nữ trong clip này. Thực chất, cô cùng với Mono, Sơn Tùng MTP, Lân Bình Phát, Hiếu Thứ Hai là nạn nhân của vấn nạn deepfake, công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để tạo ra hình ảnh giả. Hiện tại, Ninh Dương Lan Ngọc khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Thời điểm mới nổi tiếng, cô được biết đến với chuyện tình cùng nữ diễn viên La Thành. Sau vài năm quen nhau, cặp đôi đã được ai nấy đi. Sau La Thành, Lan Ngọc có mối quan hệ tình cảm với Minh Luân. Cả hai đã công khai mối quan hệ tình cảm vào năm 2015 và thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Tuy nhiên, họ cũng chia tay sau 3 năm hẹn hò, khiến người hâm mộ tiếc nuối. Sau hai chuyện tình ồn ào, Lan Ngọc được cho là có mối quan hệ kín tiếng với ca sĩ Chi Dân. Cụ thể, hình ảnh cặp đôi đi chơi chung ở Thái Lan bị phát tán trên mạng xã hội vào năm 2018. Lan Ngọc và Chi Dân mặc đồ đôi, thoải mái nô đùa, hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, cả hai chưa một lần công khai mối quan hệ, dù cư dân mạng liên tiếp chia sẻ những bằng chứng về việc họ đang yêu nhau. Cuối năm 2021, cặp đôi vướng tin đường ai nấy đi khi không còn xuất hiện bên nhau. Tuy nhiên, người trong cuộc vẫn hoàn toàn giữ im lặng. Ninh Dương Lan Ngọc cho biết cô vẫn đang độc thân và khi nào có tin vui sẽ báo cho người hâm mộ. Tin tức trên.